Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhá. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ về chủ đề sử dụng máy in cân đông 2009. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn lấy cái hộp mực của máy in cân đông 2009 ra các bạn nhé. Trong trường hợp mà máy in của các bạn bị kẹt giấy đó, hoặc là các bạn cần kiểm tra lại cái hộp mực máy in xem thử như thế nào. Đó, thì các bạn gỡ ra như thế nào các bạn nhé. Đó, đây là cái mặt trước của máy in cân đông 2009 các bạn này. Đó, đây là cái thương hiệu cân đông này, đó, LBB 2009 này. Rồi, thì để lấy hộp mực của máy in ấy, thì trong video hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn mới sử dụng máy in thôi các bạn nhé. Đó, cho nên là mình có đi chậm vài chi tiết để các bạn dễ theo dõi và có thêm một số thông tin các bạn nắm bắt được nhé. Ở đây thì trên này cái hộp mực của máy in thì nó nằm ở trong này các bạn này, hộp mực của máy in ở trong này thì mình sẽ mở lên này. Đó, sau khi các bạn mở cái nắp này đó, cái nắp này là mục đích là họ dùng để họ bảo vệ các cái bộ phận bên trong, tránh trường hợp là các cái con vật nhỏ nó chui vào trong, hoặc là bụi bặm nó vào trong cái máy in và nó có thể làm hỏng máy của mình. Đó, thì khi các bạn in thì các bạn mở ra đó để các bạn lấy giấy phía trên này. Còn trường hợp mà các bạn sau khi các bạn sử dụng xong rồi ấy, đó thì các bạn đóng lại nhé, để đảm bảo là máy in của mình nó an toàn. Rồi, thì để mở máy in thì lấy hộp mực của máy in ấy, thì các bạn ở đây có cái lẩy các bạn này, chỗ này có một cái lẩy đấy nhá. Đó, các bạn lấy tay và các bạn đẩy cái này lên này, đây lấy một ngón thôi. Đấy, ngón các bạn đẩy lên này. Đó, có một số trường hợp là nó còn bị kẹt này các bạn ạ. Đấy, bị kẹt là có thể là do bụi bặm và kéo không được các bạn này, đây này. Đấy, nếu như cái nắp này mà các bạn để lâu ngày các bạn không mở ra là có một số trường hợp nó bị kẹt. Đấy, rồi đẩy lên nhá. Đẩy lên ấy thì cái hộp mực của máy in của mình nó nằm trong này. Đó, thì cũng lưu ý với các bạn ấy, đối với những người mà mới sử dụng máy in lần đầu ấy, là trước khi các bạn lấy hộp mực máy in ra là các bạn phải tắt nguồn máy in nhé. Các bạn phải tắt nguồn máy máy in để đảm bảo an toàn nhé. Đảm bảo an toàn đó là các bạn đằng sau cái máy in thì nó có cái nút nguồn đấy các bạn này. Đây này, cũng tắt nguồn ở đây. Các bạn tắt đi nhé. Đấy, các bạn tắt đi. Đó, các bạn khi các bạn bật nút nguồn này thì nó sẽ kêu như là cái công tắc bóng đèn của mình vậy thôi, ở trên ổ điện vậy thôi. Đó, như thế này là tắt này. Bật cái nữa thì là mở này. Đó, bật nữa thì tắt mở. Đó, thì khi các bạn thao tác các cái bộ phận trên máy in là các bạn phải tắt nút nguồn đi nhá, để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp bị rò điện nhá. Đó, rồi thì sau khi tắt nút nguồn ấy thì cái đèn ở đây nó sẽ tắt đi này. Còn trường hợp mà vẫn còn dòng điện ở trong máy in ấy, thì cái đèn ở đây nó sẽ báo cái đèn màu xanh này. Các bạn lưu ý, các bạn phải tắt để khi nào cái đèn báo này nó có không còn màu màu xanh nữa thì chúng ta mới thao tác ở trong này nhá. Rồi sau khi ở đây thì các bạn sẽ lấy ngón tay này, các bạn có cái đường G ở đây nhá. Chỗ này quay thì hơi tối một chút các bạn này. Đây cái G đây, các bạn cầm này. Các bạn cầm vào đây và các bạn kéo kéo ngược lên nhá, các bạn kéo ngược lên rồi nhẹ nhẹ thôi nhá, không là nó bị gãy. Đó, các bạn kéo ngược lên này. Đó, thì đây là cái hộp mực của máy in các bạn này, hộp mực máy in nhá. Đó, đây quay sẵn cho các bạn xem luôn nhá. Đây, hộp mực đây. Đấy, hộp mực của Canon nhá. Đó, cái máy của mình thì mình mua chính hãng các bạn ạ, cho nên là những cái hộp mực này nó cũng chính hãng luôn, không phải là hàng thay thế đâu. Đó, mặt bên này. Đó, nói chung là cái cấu tạo của hộp mực máy in thì tương đối là phức tạp các bạn ạ, rất là nhiều cái bộ phận ở bên trong nữa và có rất là nhiều cái đinh vít ở đây. Đó, thì khi mà các bạn thay mực in thay mực máy in ấy, hoặc là các bạn mang cái hộp hộp mực máy in này ra, các bạn các cái ra cửa hàng ấy họ thay mực máy in cho mình ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là họ làm rất là lâu và phải có những cái tô vít chuyên dùng các bạn ạ. Các cái tô vít rất là nhỏ thì mới mở con ốc này ra được. Đó, còn nếu mà trường hợp các bạn là không quen thì theo mình là các bạn không nên mở những cái này ra nhé, bởi vì khi lắp lại là chúng ta không lắp được, bởi vì rất là nhiều cái bộ phận ở đây này. Đó, thì nói chung là cái máy in thì cái bộ phận này là tương đối là đắt tiền các bạn nhé, rất là quan trọng. Đó, thì khi mà các bạn sử dụng một thời gian ấy, là cái hộp mực máy in của chúng ta nó sẽ hết mực. Đó, hết mực thì các bạn phải đổ mực cho máy in. Đó, thì khi các bạn đi đổ mực ấy, thì các bạn không cần mang cả máy in đi nhá, các bạn không cần phải mang toàn bộ cái này đi đâu. Đó, không cần mang một cái máy in nặng 3 kg thế này đi rất là phiền phức. Các bạn chỉ cần mở ra, các bạn mở máy in ra, các bạn cho vào một cái túi ni lông nào đó hoặc là túi bóng gì đấy, các bạn mang đi đến cửa hàng và họ đổ mực cho mình. Đó, còn bạn nào mà đổ được mực nữa thì càng tốt. Đấy, thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì cái một cái hộp mực như thế này thì các bạn đổ ấy là có thể in được 500 tờ nhá, 500 tờ giấy A4. Đó, thời gian sử dụng rất là lâu.
và bạn nào sử dụng nhiều thì nhanh hết thôi, còn bạn nào mà sử dụng bình thường thì khoảng tầm 6 tháng 7 tháng đó, bạn nào sử dụng nhiều thì khoảng tầm 3 4 tháng là đã hết rồi đó. Thì cái giá mà các bạn đổ mực của máy in cân đông 2009 này thì tùy dao động từng thời điểm và từng khu vực đó, nhưng mà thường thường là có giá từ 80 ngàn các bạn nhé. Ở địa phương của mình thì thay cái hộp mực này là có giá 80 ngàn các bạn này. Đó thì mình cũng mới thay cái hộp này, mới mới thay mực cách đây khoảng 3 tháng. Đó, và giá ở tại cửa hàng thì họ thay cho mình là khoảng 80 ngàn. Đó. Thì đối với mình thì mình cũng là người sử dụng máy in cân đông lâu năm đấy. Thì mình làm video này là để chia sẻ lại các bạn một số kinh nghiệm thôi. Còn vấn đề thay mực thì mình cũng không thay. Đó, mình ra cửa hàng để họ làm cho nó nhanh và đảm bảo an toàn hơn. Rồi, thì sau khi các bạn lấy sau cái hộp mực máy in này xong ấy thì các bạn sẽ gắn lại đúng không? Đấy, các bạn làm cẩn thận, không có là nó có cái mực mực đen nó bám vào tay này các bạn này. Đây nó bám vào tay này, cái này nó hay có mực lắm. Các bạn làm cẩn thận, không có là cái mực này nó còn đổ ra ngoài này kìa. Rồi, thì các bạn gắn lại. Thì các bạn gắn lại thì các bạn sẽ để như thế này, đó. Các bạn cầm như thế này đúng không? Đấy, các bạn cầm như thế này, các bạn để xuống này. Các bạn để xuống nha. Đó, các bạn cứ để xuống nhẹ nhàng các bạn nhé. Cái này thật nhẹ nhàng chứ không có làm ẩu được nha. Làm ẩu là nó hỏng hết đấy. Rồi sau khi đẩy xuống hết cỡ thì các bạn ấn ấn nó xa về phía thân mình, ấn sang về phía thân mình. Đó, các bạn ấn xong. Đó. Khi nào mà các bạn nghe một cái chắc như vậy là được. Đây. Đó, tắt. Các bạn đẩy ngón tay nhẹ nhẹ xuống về phía thân mình, về phía bên này nhá. Đấy. Rồi sau khi đẩy xong mà các bạn thấy chắc chắn như thế này. Đó thì các bạn đóng cái nắp này xuống. Rất là đơn giản nhá. Đó, đơn giản. Thì đối với cái này á là các bạn sẽ mở ra trong hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất ấy là máy in của các bạn nó hết hết mực, các bạn phải lấy lên đấy, các bạn phải đẩy cái lấy này lên và các bạn kéo nó ra để các bạn mang đi, các bạn đổ mực hoặc là các bạn có thể tự đổ mực tại nhà đó. Trường hợp thứ hai là các bạn cũng phải lấy ra trường hợp mà máy in của các bạn bị kẹt giấy đó, trong một số trường hợp là các bạn phải mở cái cục mực này ra đấy, các bạn mới lấy giấy ở trong này được đó, thì lúc sau các bạn mới in được nhé. Đó, rồi gắn lại thôi. Rồi, cái này các bạn chỉ cần thao tác 2-3 lần là các bạn làm được, không có gì khó, nhưng mà các bạn phải làm nhẹ nhàng và cẩn thận nhé, hết sức cẩn thận đấy. Rồi, đóng xuống và mình đóng cái này lại. Và thì sau khi các bạn làm xong thì các bạn sẽ bật nút nguồn lên nhé, bật nút nguồn ở phía sau này, cái này đây. Đó, các bạn cứ nghe chắc chắn thế này được. Thì bật nút nguồn lên thì bắt đầu các bạn in lại thôi, đấy, không có vấn đề gì khó các bạn nhé. Rồi thì mình vừa chia sẻ các bạn về cách mà các bạn lấy cái hộp mực máy in ra khỏi cái máy in cân đông 2009 ở trong trường hợp cần thiết. Thì hy vọng là cái chia sẻ của mình thì sẽ cung cấp cho các bạn được một số cái thông tin để các bạn tham khảo, đặc biệt là dành cho các bạn mới sử dụng máy in cân đông 2009 lần đầu. Đó. Thì trong thời gian vừa qua là mình cũng có chia sẻ một số video về cách sử dụng máy in cân đông 2009 ở trên kênh của mình các bạn nhé. Đây là cách in văn bản này, cách kết nối máy in với máy tính này. Các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình nhé để các bạn tham khảo thêm. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng máy in Canon 2009 thành công cũng như là các cái dòng máy in khác. Đó, sau video nào mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.